đang làm gì đấy? À, con quét rồi. À, con đang làm gì đấy? Rồi, trả, trả, trả. Quét thế này. Đừng con, dơ, dơ tủ của ba. Ba ngày hả? Phải hơn chứ. Ba ngày là nó biết đi. Vậy hả? Thế khoai đi được không ông ngoại? Đã đi thành thạo chưa? Thành thạo. Mai mốt ông ngoại tập cho khoai em nữa hả? Mai mốt con tập cho khoai em. À, nhớ nha. Nói lại xem nào. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Sao? Nghe xong chưa khoai em rồi? Phải dạ rồi chứ. Dạ rồi. Sao không được? Nước chảy bên tầm. Không chưa? Tan tan bị ướt tôi. Ngon không? Ngon mà. Ra đây. Hãy đâu thế? Tiếp đi cho phép giờ. Nghe xong chưa? No. Không ngon gì cả, ăn hết. Đừng cứ ôm em nữa. Sao cứ ăn? Vô đây, ăn tiếp. Ở chơi gì thì chơi mau lên. Vô đây. Vô đây. Vô đây.
Mình đọc cho đây nha. Được rồi. Nhai xong chưa? Chưa. Nhai xong chưa? Nhai xong rồi. Vậy thì bước. Làm gì vậy? No chưa? Lại đây. No rồi. Lại đây. Lại đây. Không được cháy. Mạnh nào.